Các bạn và anh em vừa được xem những hình ảnh rất là thực tế từ đôi loa Good VK720. Thì các bạn anh em thấy đôi này thế nào? Với cái mặt màu xanh nước trời cũng như là mặt xanh da trời và xanh nước biển nhìn rất là đẹp. Với một cái bát này là bát 40 gân là gân vải tầm dầu, màng là màng giấy. Với cái những đôi loa sử dụng những cái gân vải tầm dầu này thì cái chất âm nó sẽ có cái sự mềm mại cũng như là có cái độ bền cao hơn so với những cái màng giấy hay là gân giấy nhá các bác, hoặc là gân cao su thì được cái có cái độ bền, nhưng mà nó cái chất âm thì nó không thể làm được mềm mại và cũng là hay được như cái đôi loa sử dụng cái gân vải tầm dầu như thế này. Và một loa chung rất là to, hai loa chép giấy và hai loa siêu chép kèn cho cái lời ca tiếng hát cũng là cái giải âm sắc khi mà chúng ta nghe những cái bản nhạc guitar hoặc là những cái bản nhạc không lời trước tình bolero nghe rất là tươi sáng ngọt ngào. Này rất là hay. Cái bát 30, bát này là bát 40 thì cho cái không gian đánh trong những cái không gian phòng từ 20 30m, thậm chí là 40m2 đánh vẫn rất là uy lực, rất là ok. Các bạn nhà cứ về mở nhạc đánh thoải mái. Và đi qua một thông số kỹ thuật một chút thì đây là Group VK720, đó là có công suất là từ 500W cho đến 700W và trở kháng là 8 ohm, độ nhạy là 92 dB. Với cái thông số kỹ thuật như này thì các bạn và anh em có thể dễ dàng phối ghép cũng như là chơi với những cái cục đẩy liền vang hay là cục đẩy công suất này hay là âm ly hiện tại thì vẫn rất là dễ dàng đánh cũng là sử dụng thoải mái. Hiện tại anh em chúng em đang đóng hàng để gửi đi, đánh đóng hàng đôi chép thì là có cái tiếng băng dính rất là xì xèo, các bạn và anh em thông cảm. Ở đây có cái tem chính hãng này, ở đây là 15 này là bảo hành cho các bạn nha, 15 chính hãng. Vỏ là vỏ gỗ nhá, vỏ là vỗ gỗ rất là chắc chắn, cái vỏ này vỏ gỗ MDF nhá. Ở đằng trước này cũng có một lớp gỗ ấy, nhìn rất là đẹp, rất là sang. Với cái mặt trước thì đang có sử dụng cái căng bằng vải lụa nhìn rất là đẹp. Thì anh em cho em có tháo ra để cho các bạn anh em có thể nhìn rõ hơn cái đôi loa Good VK720 này. Chất âm thì không có gì để bàn được. Và hiện tại thì để đánh với cả đôi VK720 này thì em đang đánh với cục đẩy liền vang X7DAC. Với cục đẩy liền vang X7DAC này thì rất là nhiều các bạn anh em đã biết rồi và rất là huyền thoại và cũng là rất là phổ biến trong thị trường chơi âm thanh thời gian vừa qua. Về tại sao mà cục đẩy liền vang X7DAC lại còn được có những cái độ hot và cũng như là được sự yêu thích đến từ các bạn anh em như thế, thì thứ nhất đó là cái công suất của cục đẩy liền vang X7DAC này thì một kênh của nó đẩy từ 800W cho đến 1000W, thì các bạn anh em phải hiểu nó rất là uy lực, rất là mạnh mẽ. Với công suất này thì các bạn anh em chơi với mọi loại và cũng như là chơi kể cả chơi với những cái dòng loa 800W như bên em, đó là đôi loa FH1008 kia, đánh vẫn rất là uy lực và ra được hết cái chất âm cực kỳ là hay. Và hai kênh của con X7DAC này là lên đến 2000W cơ, thì các bạn anh em cứ thoải mái về đánh với tất cả những cái dòng loa trên thị trường hiện tại. Và để hay nhất thì các bạn anh em lên đánh những cái dòng loa Good bên em, vì đồng bộ thì nghe bao giờ nó cũng hay hơn. Và cái thứ hai đó là rất là dễ dàng sử dụng để cho các bạn anh em về người nhà mình, có những người là phụ nữ không biết gì về âm thanh, trẻ em hoặc là người già vẫn có thể sử dụng, cũng như là vẫn có thể tự mình ở nhà mở cục đẩy vang này lên và sử dụng rất là cơ bản và dễ dàng, ai cũng có thể sử dụng được. Và thứ ba là tích hợp rất là nhiều những công nghệ như nâng tiếng này, vang số, chống hú, giải ma DAC hoặc là cổng quang, Bluetooth, USB, rất là nhiều những công nghệ như thế trong một cục đẩy mà đơn giản, dễ dàng sử dụng như này thì thực sự thì rất là hot, không có gì để chê cục đẩy vang X7DAC này cả. Ở đằng trước thì có 3 lốm tinh chỉnh chính và ở phía dưới là những cái nút để các bạn em có thể chỉnh cơ bản. Music control là chỉnh music này, chỉnh nhạc, mic tone là chỉnh mic này, effect, echo effect chỉnh cũng là chỉnh mic này, liên quan đến mic này, phần gọi độ chi tiết của mic, lời ca tiếng hát cùng chúng ta hát ra đó. Còn ở đây thì nút tăng giảm âm lượng, music tổng, echo tổng và mic volume tổng. Thì em đang có đánh tiếp với một cái con nâng tiếng CP800 Ultra để tăng cái giải
gọi là tăng cái giải tươi sáng cũng như là tăng cái giải trầm, giải bass lên một cái level mới hơn. Nghe khi mà các bạn nghe không có lông tiếng này, và khi có lông tiếng nghe rất là rõ ràng, nghe rất là khác biệt. Vì cái lông tiếng để tăng cái giải âm sắc lên, lên rất là cao và cũng như là rất tươi sáng, hát rất là hay. Nghe nhạc cũng rất là sướng, sướng tai. À, với combo này thì anh em chúng em sẽ tặng các bạn và nhà một cặp mic, mic này đến từ thương hiệu SH Bo, hát rất là hay. Mic tặng thôi nhưng hát rất là hay nhá, chống có chống hú luôn. Các bạn nhà em về không lo cái tình trạng hú rít hoặc là cái tiếng hát rất là chân thực. Và em cũng hướng dẫn các bạn nhà em cách kết nối luôn. Các bạn nhà em lấy tín hiệu, nếu mà đang chơi lông tiếng thì các bạn nhà em cắm vào lông tiếng, cắm đường tín hiệu vào lông tiếng và thêm một đường bông hoa sen xuống cổng aux. Hoặc là nếu mà các em thích chơi cổng quan thì có thể cắm cổng quan vào đây. Và cắm cổng quan thì chúng ta lại không chơi được lông tiếng. Và đấu lối loa cũng vậy, rất là đơn giản. Đỏ ra đỏ mà xanh ra xanh. Đó. Và bây giờ anh em cho em sẽ test nhạc cho các bạn em thưởng thức luôn cái châm cực kỳ là hay đến từ bộ dàn loa karaoke này. Cơ bản thôi nhưng mà hát rất là hay. Nghe nhạc cũng rất là phê. Hãy subscribe.